Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Việt Nam sắp đón đợt rét đậm rét hại được dự báo là mạnh và sâu nhất kể từ sau đợt rét kỷ lục vào tháng Giêng năm 2016. Dự báo khoảng tối và đêm nay 29 tháng 12, bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam và từ ngày mai 30 tháng 12, các tỉnh Bắc Bộ sẽ chuyển rét đậm rét hại. Như vậy, người dân miền Bắc sẽ có những ngày nghỉ Tết Dương lịch trong tiết trời rét đậm rét hại trên diện rộng. Ngay từ tối và đêm nay, 29 tháng 12, toàn miền Bắc sẽ nằm trọn trong khối không khí lạnh đặc biệt này. Từ ngày mai 30 tháng 12, ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại. Trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai với nhiệt độ thấp nhất từ 6 đến 9 độ, vùng núi từ 3 đến 6 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 13 đến 16 độ, các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét từ ngày 31 tháng 12 ở Nam Bộ chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm. Với cái đợt không đặc điểm, cái lần này nó khác so với so 2016 đó là cái rét lần này là rét khô và nó chủ yếu là làm cho cái nhiệt độ ban đêm giảm thấp. Thì theo đánh giá của chúng tôi thì năm nay cái tháng 1 của năm 2021 là cái nhiệt độ trung bình nó thấp hơn so với nền nhiệt trung bình hàng năm là khoảng từ 0,5 đến 1 độ. Khả năng trong tháng 1 năm nay thì ở miền Bắc sẽ có nhiều ngày xảy ra cái nhiều nhiệt độ hại rất đậm, rộng hơn so với trung bình nhiều năm. Đặc điểm đợt rét này là ngắn ngày và được dự báo là đợt rét đậm rét hại có cường độ mạnh nhất kể từ đầu mùa, so với 4 năm gần đây thì đây là đợt rét hiếm gặp. Trong tháng 1 sẽ có nhiều ngày xảy ra rét đậm rét hại trên diện rộng. Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần chú ý giữ gìn sức khỏe, thực hiện các biện pháp giữ ấm, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.